chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các tin tức mới nhất cập nhật mỗi ngày. Một trong những thông tin nổi bật hiện đang là vấn đề rất phổ biến ở xứ sở hoa anh đào hiện nay đó là nghề trai bao ở Nhật Bản. Ở Nhật, từ trai bao dùng để chỉ những chàng trai trẻ làm việc trong các hộp đêm dành riêng cho phụ nữ. Họ mua vui cho khách hàng bằng những câu chuyện và những màn tiếp rượu không ngừng. Hãy nhớ rằng, không gì giúp bạn nâng cao kỹ năng trò chuyện hơn là làm trai bao. Tuy nhiên, thật không may là vẻ ngoài lập dị của họ thường khiến các cô gái khiếp sợ và khiến một số khác dè biểu họ. Vậy các chàng trai này thật sự là như thế nào? Để làm được nghề này, các chàng trai buộc phải có tửu lượng cao. Khi được hỏi khó khăn lớn nhất trong nghề là gì, anh Hotaru làm việc tại một câu lạc bộ mang tên Lucid ở Kabukicho lập tức cho biết đó là khả năng uống rượu. Nhưng được gặp gỡ nhiều người cũng là một món quà tuyệt vời, anh nói. Các chàng trai này thường bị đánh đồng với những chàng đậm tính nữ và quá chăm chút đến ngoại hình. Tuy vậy, họ phải nỗ lực vượt bậc để tồn tại trong ngành công nghiệp siêu cạnh tranh này. Mỗi người phải cố gắng để tạo ra sự khác biệt. Đó là lý do của những kiểu tóc khác thường kia. Họ cũng cần có sức khỏe tốt để thực hiện việc dọn dẹp và chống lại tình trạng thiếu ngủ triền miên vì lịch dày đặc. Nhưng tin tốt là các chàng thật sự yêu phụ nữ. Bạn phải thích phụ nữ thì mới làm được nghề này, Hotaru nói. Người ta có thể đặt câu hỏi liệu mối quan hệ của các chàng trai và khách hàng đi đến mức nào. Nói chung, điều này tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nhưng nhớ rằng các chàng trai có thể theo đuổi bạn cho dù bạn đã ra khỏi câu lạc bộ. Họ cũng thường hỏi xin liên lạc và sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn sau đó. Nhưng đừng sợ, đó chỉ là một phần của nghề này. Công việc chủ yếu của trai bao là vuốt ve cái tôi của khách hàng hơn là da thịt họ. Vai trò của tiếp viên là mua vui, khen ngợi và lắng nghe khách hàng nữ. Đóng vai trò một người bạn trai hoàn hảo mặc dù anh ta không phải người chi tiền cho những món đồ uống đắt đỏ. Quán rượu trai bao phát triển trong những thập kỷ gần đây và trở nên phổ biến hơn, được xã hội chấp nhận. Bên cạnh Kabakura, trong tiếng Nhật có nghĩa là quán rượu có nữ tiếp viên phục vụ cho khách nam. Mặc dù các màn trình diễn của tiếp viên không tinh tế như geisha, nhưng các màn múa hát và kỹ năng giao tiếp tinh tế là những điều kiện bắt buộc, cùng với đó là ngoại hình phải bắt mắt. Bạn thi thoảng sẽ gặp các chàng trai trên phố, nhưng ở Shinjuku họ có mặt ở khắp mọi nơi. Nhiều khả năng họ sẽ mời bạn làm khách hàng nếu bạn là nữ, hoặc rủ rê bạn trở thành đồng nghiệp nếu bạn là nam và có vẻ ngoài sáng láng. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần bạn tỏ ra quan tâm, họ sẽ thuyết phục được bạn. Shangrila là một quán rượu trai bao ở Kabukicho, khu đèn đỏ nổi tiếng của thủ đô Tokyo, nơi các nam thanh niên kiếm sống bằng nghề mua vui cho khách hàng nữ. 15 năm trước, chủ của Shangrila nghĩ ra chầu rượu champagne và nay nó đã trở thành tiêu chuẩn của các quán rượu trai bao ở Nhật Bản. Shangrila trong văn học được mô tả như một thiên đường phương Đông, bí ẩn trên trái đất, mà chủ câu lạc bộ muốn tạo ra một vùng đất tưởng tượng như thế, nơi những nam thanh niên hấp dẫn và quyến rũ đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng nữ. Những tiếng chúc tụng vây quanh khiến những người phụ nữ cảm thấy mình là công chúa được hàng tá hoàng tử tán dương dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Thực tế, các cô phải chi trả khoảng 350 USD cho màn tán tụng này. Các chàng trai phục vụ gần như mọi nhu cầu. Ryo Tachibana, một cựu trai bao nay làm quản lý kinh doanh cho Shangrila, cho biết phụ nữ có thể trò chuyện với nhiều loại đàn ông ở đây, những người dành nhiều tiếng để chải chuốt mỗi ngày, khác với kiểu đàn ông họ gặp gỡ trong đời thường. Nhiều người thậm chí còn phẫu thuật thẩm mỹ. Về cơ bản, khách hàng bỏ tiền mua thời gian và công sức của trai bao, họ phải cạnh tranh với nhau xem ai mua rượu đắt tiền hơn để được những chàng trai bảnh nhất phục vụ. Ngoài quán rượu, treo ảnh xếp hạng những chàng trai nổi tiếng theo đánh giá của khách hàng mỗi tháng. Những đêm tiệc tùng cuồng nhiệt nhất trong câu lạc bộ là tiệc sinh nhật, nhưng không phải tổ chức cho khách hàng mà là cho nhân viên. Phụ nữ thường xuyên rút ví chi tiền mua tháp champagne hoặc rượu cognac tặng sinh nhật cho tiếp viên. Một chai rượu champagne hảo hạng giá khoảng 2.100 USD tại Shangrila, rượu cognac khoảng 8.600 USD. Còn một chai rượu cao cấp giá gấp đôi như thế. Một quý cô từng chi trả 34.700 USD mua tháp champagne tặng sinh nhật cho tôi. Hiro Kousaki, 30 tuổi, hiện là tiếp viên nam xếp hạng thứ hai ở Shangrila, nhớ lại. Hầu hết các chàng trai tỏ thái độ miễn cưỡng khi nói về thu nhập,
Chỉ có Kousaki thoải mái tiết lộ anh kiếm được 70.000 USD trong tháng sinh nhật của mình. Tuy nhiên, chi phí để duy trì ngoại hình hấp dẫn không rẻ. Kousaki tốn 900 USD mỗi tháng tiền làm tóc và mỹ phẩm. Trong khi Ryohei Onizuka, 32 tuổi, là ông chủ của Shangrila, tiêu tốn gần 9.000 USD một tháng cho ngoại hình, bao gồm cả tiền quần áo. Nghề trai bao cũng đòi hỏi sức khỏe và tâm lý vững vàng. Sẽ có vô số lần bạn uống sai hoặc chướng bụng vì rượu nên phải vào toilet nôn hết ra. Nếu uống quá nhanh, bạn cũng sẽ gục sớm. Một đêm, thường chúng tôi phải uống khoảng 10 chai bia. Trong năm đầu tiên làm việc, tôi đã tăng 20kg và phải đi giảm béo để giữ dáng, Kousaki cho biết. Ngoài thường xuyên phải uống rượu, nhiều nam tiếp viên còn trở nên nghiện cờ bạc hoặc nghiện mua sắm. Theo Tachibana, một quản lý có 24 năm kinh nghiệm cho biết. Tuy nhiên, sức hấp dẫn của nghề này rất lớn, khiến nhiều người chấp nhận trở thành tiếp viên, cho dù tuổi nghề chỉ khoảng hơn chục năm. Có nhiều phụ nữ thường xuyên mua quà tặng đắt tiền tặng cho tiếp viên ruột, bao gồm cả xe hơi và nhà cửa. Onizuka kể lại, nữ khách hàng chi tiền mạnh tay nhất anh từng thấy là con gái của một gia đình buôn bán bất động sản giàu có. Cô đã chi 260.000 USD một đêm. Khách hàng tới đây thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ nữ doanh nhân cho đến bà nội trợ hay nữ nhân viên ăn lương tháng. Khoảng 60% khách quen của Shangrila đều làm trong ngành công nghiệp tình dục khổng lồ của Nhật Bản. Tuy nhiên, tiếp viên trong quán không trò chuyện với họ về công việc vì những người phụ nữ này đến để tìm quên. Họ mệt mỏi tinh thần vì áp lực công việc. Onizuka nói, phụ nữ tới đây để xả stress, mặc dù cách thể hiện của nhiều người có phần kỳ lạ. Khoảng 15 năm trước, từng có một khách hàng vung tiền ở câu lạc bộ. Một đêm, cô ấy đưa tôi 2.600 USD để ăn chỗ mì xào cô ấy vừa nhổ ra dưới gót giày cao gót. Tachibana nhớ lại, và tôi đã ăn, bây giờ tôi sẽ không làm thế, nhưng lúc đó tôi còn trẻ và muốn kiếm tiền. Một mặt tối khác của ngành công nghiệp này là những người phụ nữ trẻ vô tình vung tay quá tráng tại câu lạc bộ sẽ bị dụ dỗ bán thân xác để trả nợ. Hồi đầu năm, một cô gái 20 tuổi bị ép làm gái điếm để trả nợ gần 7.000 USD trong lần đầu tiên đến một quán rượu trai bao ở Tokyo. Những vụ tương tự xảy ra thường xuyên. Theo Akishigawa, luật sư ở Lighthouse, một tổ chức phi chính phủ chống buôn bán người ở Nhật Bản. Tachibana nói rằng, ngành công nghiệp này bây giờ sạch sẽ hơn trước đây, khi mà nay có ít câu lạc bộ lừa đảo hơn, thời gian mở cửa cũng bị hạn chế, cảnh sát thường xuyên kiểm tra, xã hội đen cũng ít can thiệp hơn. Khi tôi mới vào nghề, hầu như các trai bao cao cấp đều xuất thân từ các băng nhóm đường phố hoặc các gia tộc Yakuza. Tachibana nói, bây giờ đã khác, tiếp viên nam có xuất thân bình thường, nhiều người là sinh viên đại học đi làm thêm. Miyu, 23 tuổi, một cô gái có ngoại hình hấp dẫn cho biết làm việc trong ngành giải trí. Cô bắt đầu tới các quán rượu trai bao từ năm 18 tuổi. Mỗi tháng cô tới Shangrila khoảng 7 đến 8 lần, mỗi lần tiêu khoảng 390 đô. Tôi có thể tạm quên đi công việc trong vài giờ ở đây và rồi lấy lại sức làm việc vào ngày hôm sau. Tiếp viên ở đây lắng nghe tôi nói, thẳng thắn khuyên nhủ tôi vì họ không thật sự quen biết tôi. Tóm lại, đây là một điểm cộng trong cuộc sống của tôi, Miyu nói. Cô không hứng thú hẹn hò với nam tiếp viên như một số phụ nữ khác. Miyu thích tiêu tiền, ủng hộ cho những chàng trai cô yêu mến để họ không bị tuột khỏi bảng xếp hạng. Mối quan hệ và vai trò ở đây rất rõ ràng, tôi là người nắm quyền, cô nói. Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng nhận thức rõ trò chơi như Miyu. Chúng tôi thích vui vẻ với những khách hàng hiểu rõ chúng tôi chỉ làm tiếp viên. Kousaki nói, nếu nhìn chúng tôi với tư cách cá nhân, họ sẽ bắt đầu muốn hẹn hò với chúng tôi ngoài câu lạc bộ và mọi thứ trở nên rất khó xử. Có điều, cho dù chi nhiều tiền như thế nào, Kousaki thừa nhận trai bao không có khả năng hiện thực hóa ước mơ của bất kỳ phụ nữ nào. Tôi cho là chúng tôi không thật sự làm họ thỏa mãn. Có chăng chỉ là khỏa lấp chỗ trống trong trái tim họ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp các quý bà bị ám ảnh bởi sự ga lăng của các chàng trai đến mức họ muốn hơn thế nữa. Nhiều bà không muốn chỉ là khách hàng thông thường, vì thế họ gửi tặng các chàng trai những món quà đắt tiền với hy vọng trở thành bạn gái thật sự của chàng. Chuyện này hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không có. Trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa, việc chủ động tán tỉnh khách hàng chỉ bắt nguồn từ sự nồng ấm của các chàng trai.
nhằm giúp những phụ nữ này quên đi thực tế khắc nghiệt và vui lên. Nếu bạn là phụ nữ nước ngoài sống ở Nhật, việc ở bên các chàng trai sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ rằng đàn ông Nhật lúc nào cũng bị động và e dè. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.